À, kính thưa quý vị khán giả thân thương, trước mặt quý vị là một người phụ nữ cũng rất là quen thuộc, trong tà áo dài tím, không phải là ai xa lạ đâu quý vị, mà đó là chị Duyên. Chị, ông xã chị người nước ngoài nhưng mà cũng vì là mang tiếng lấy chồng nước ngoài mà ngày hôm nay không có gì hết á. Mẹ con cái phải ra đường, ông người nhà không được nhờ, không được giúp đỡ gì. Nên chị thấy chị cảm thấy tủi nhục quá. Thì thôi giờ mẹ con sống như vậy không phiền đến ai hết á. Đi lượm gia trai kiếm sống thôi, như bà con anh em mạnh thường quân ai thương giúp đỡ thì chữa bệnh cho cháu được. Cháu mới có 20 tuổi à. Bây giờ bị liệt á, đi bấm á, thì mỗi ngày là hết 200.000 vừa thuốc luôn. Rồi ngày nào chị lượm được thì chị chở cháu đi bấm ở dưới Bình Thạnh, còn ngày nào không có thì thôi. Bình Thạnh hay hôm nay chị Duyên đi đâu mà nhìn rất là xinh đẹp vậy chị? Đi lễ em. Dạ đi lễ cuối tuần này đi nhà thờ. Dạ chị Duyên hôm nay thì có thể là người phụ nữ này đã trải qua những cái ngày tháng mà cơ cực vì con, thì hôm nay quý vị nhìn thấy chị Duyên cũng rất là xinh đẹp trong tà áo dài, lần đầu tiên lên hiện mới nhìn thấy, và cũng muốn đưa cái hình ảnh này để quý vị thấy được rằng cái sự hy sinh của người mẹ thì nó vĩ đại vô cùng, và chính từ thương yêu của mạnh thường quân, của cô chú bác đã làm cho chị có được một niềm lạc quan và một cái sự sống trở lại. Rồi chị cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho chị và có cái tinh thần sống trở lại. Nhưng mà hàng tuần thì chị vẫn đi lễ, vẫn bình đi lễ bình thường. Và sống bây giờ thì thôi, chị cũng chỉ cầu xin Chúa và đã cảm ơn tất cả Chúa đã, những gì Chúa đã ban. Và ngày hôm nay thì chị có được là cũng nhờ kênh YouTube Lê Thanh Thiện và mọi người anh em cộng đồng gần xa không bao giờ quên cái những gì đó, tinh thần vật chất. Rồi ngày hôm nay có một cái biệt thự nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó là của mình, rất là dễ thương. Nó không được sang trọng nhưng mà ok, mình cảm thấy vui hạnh phúc. Cảm ơn quý vị ơi, rất là nhiều. Chắc quý vị cũng đang rất hạnh phúc với sự lạc quan của người mẹ là chị Duyên. Những cái hình ảnh mà lên thì cho quý vị xem lại những cái ngày tháng cơ cực của chị, và với một cái sự hy sinh vô bờ bến cho đứa con trai không may gặp phải cái biến cố cuộc đời, chị đã không có gục ngã, không bỏ cuộc, và chị đã dùng bằng tất cả cái trái tim của người mẹ, bằng cái nỗ lực vô cùng phi thường cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, và chị đã cứu sống lại được tương lai của con trai mình, cũng như nhờ cái sự thương yêu của cô chú bác Mạnh Thường Quân, của khán giả khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là kiều bào ở hải ngoại, cộng đồng người Việt ở Canada, đã giúp cho Vương và chị Duyên có được những cái sự lạc quan. Chắc chắn là trong những ngày tới, mà trong một video clip lên hiện cũng đã đặt tựa đề rằng 2022 giống như một niềm mơ ước, rằng nó sẽ là những cái điều mà vô cùng hạnh phúc và đầy ắp những cái niềm vui đến với mẹ con của chị Duyên. Thưa chị Duyên, ví dụ mà chị đi lễ như thế này thì Vương đâu rồi chị? Vương cũng đi cùng với chị, nhưng mà bây giờ chị gửi Vương cho một người quen. Dạ. Chơi người quen. Sắp Giáng sinh rồi thì chắc chắn là đây là những cái ngày mà rất là hạnh phúc của bà con giáo dân, trong đó có chị cũng như là Vương và những người theo đạo Công giáo. Chị Duyên có thể dành cho em vài phút để em cũng muốn hỏi chị một cái điều. Thật ra thì nhìn lại hình ảnh của chị này thì tự nhiên em sực nhớ đến những cái comment, những cái ý kiến của quý vị khán giả từng rất là mong muốn nghe chị kể lại cái thời vàng son một thời của chị khi còn trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Theo như em biết là chị từng là một bà chủ của một cái quán nhậu rất là lớn ở Sài Gòn, và chị thấy nếu không ngại ngùng thì chị có thể chia sẻ lại được không thưa chị? Thì ông bà cũng nói rồi, ăn theo thở ở theo thời, mình cũng không nghĩ là cái biến cố nó đến với gia đình mình và bản thân mình nó như vậy. Thì lúc đó mình cũng chỉ mở cái quán nhậu thì nó cũng là bình dân thôi chứ không phải là lớn, nhưng điều nó cũng là của mình. Mình tự làm, tự cái công việc của mình. Nhưng mà rốt cuộc có cái biến cố nó xảy ra với ông. Như này ông xã là coi như ông bị ung thư. Thì ông trong vòng 2 tháng rồi không có thời gian chăm sóc ông, rồi đâm ra phải sang đi rồi. Rồi
không khi ông mất thì không còn tiền nữa. Lúc đó thì sự việc nó xảy ra nó không được giống như là mình mong muốn thì mình cũng buồn chứ. Nhưng mà thôi thì mình phải sống theo cái thời thế, chứ không để mình thấy như vậy rồi mình quỵ xuống mà mình đổ tại bị thì thôi thì không có được. Rồi con mình nó như vậy đó, mình là một cái động lực, là một cái chỗ dựa tinh thần cho con, mà mình quỵ xuống đó thì con mình nó dựa dẫm vào chỗ nào. Năm nay nhiều khi chị mệt lắm nhưng mà chị cũng không dám quỵ. Vì sao? Chị phải cố gắng để lấy cái tinh thần cho con trai chị bằng mọi cách. Vì cháu còn quá nhỏ, mới có 20 tuổi thôi. Đôi lúc nằm cũng tủi thân, cũng buồn, nhưng mà không có trách cớ được số phận. Thì cuộc đời đi đến đâu hay đến đó thôi. Mà ông trời sẽ sắp đặt cho chị gặp được Lan Thiện và gặp được Mạnh Thường Quân, gặp được mọi người ngày hôm nay á. Cách đây chị một tháng thôi là nhìn khuôn mặt của chị, cái nét mặt của chị cũng cảm nhận được nữa. Nó rất là kham khổ. Còn ngày hôm nay á, thì nó cũng sáng sủa hơn, tươi tỉnh hơn, được mọi người quan tâm nhiều hơn. Đồ chị đi ăn bận đồ đi á, là coi như là tất cả đồ là coi như là trước khi Vương đổ bệnh hết, đi lễ đi lại này kia, đi vô nhà thánh thì mình phải nơi tôn nghiêm, mình ăn đặng cho đàng hoàng một chút. Thì cũng mong bà con anh em hiểu, chứ đừng có nói là con bị như vậy mà mẹ nó còn dày nữa thì tôi tội nghiệp em đó. Rất là duyên dáng thưa quý vị. Chắc chắn là hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài vô cùng thước tha như thế này thì quý vị cũng hình dung được rằng một thời vàng son của chị Duyên chắc cũng là một người phụ nữ rất là xinh đẹp và sang trọng. Thưa chị, em cũng nghe nói rằng ngày xưa anh chồng chị là quốc tịch Canada, là ba ruột của Vương, từng là một giám đốc của một trung tâm ngoại ngữ lớn. Thì chị có thể chia sẻ những cái ngày tháng hạnh phúc của gia đình, thậm chí là gia đình chị có được những căn nhà riêng nằm ở địa bàn trung tâm Sài Gòn, thời điểm đó nó diễn ra như thế nào thưa chị? Tôi thì quen ảnh là năm 99 đó, thì chị quen ảnh ở ngoài Phan Thiết đó. Chị làm ở ngoài Phan Thiết rồi chị quen ảnh, thì cũng nghĩ là ổng không phải là quen, là mình chưa gì ăn rồi mình làm ngoài đó thì ảnh ra thì mọi rồi tới chung đâu có nghĩ là ổng ở lại Việt Nam đâu, ổng chỉ qua du lịch thôi. Thì đến khi cuối tuần cái ảnh đi ra ngoài đó, cuối tuần rằng đó thì năm 2000 tiến đến hôn nhân, 2001 thì đẻ cháu Vương. Đến 2000 ảnh không, ảnh ở bên kia là ảnh làm nhân viên bảo hiểm, không có bằng cấp gì ở để đi dạy hết. Thì đến năm 2001 đẻ cháu Vương xong đầy tháng, ảnh xin làm ở trường INA. Thì vô tình đầy tháng con ổng được lên chức là manager, là gọi là manager, là gọi là quản lý hay là giám đốc gì đó. Nói chung là ảnh đa số ổng là ký hợp đồng với tất cả giáo viên từ ở bên nước ngoài qua bên Việt Nam, ký hợp đồng với mọi người đó. Thì làm ở trong đó được 4-5 năm đó, xong rồi chuyển qua Hội Việt Mỹ. Thì Hội Việt Mỹ làm cũng được mười mấy năm, rồi đến khi ảnh bệnh luôn. Thì trong cái suốt thời gian mà anh có những cái công việc rất là ổn định ở Việt Nam, thì anh chị mua được căn nhà ở quận Phú Nhuận hả chị? Nhỏ nhỏ thôi, đúng rồi. Thì nhưng mà cũng được có 2 năm, mà thì đến 2012 thì ảnh bị tim. Ảnh bị tim xong rồi nó đưa lên não, rồi phải bán nhà để lo. Dạ, em hiểu. Rồi đó, cái số tiền 8-9 tháng trong Chợ Rẫy thì hình dung là cái số tiền nó như thế nào rồi. Nói anh về bên kia điều trị thì anh không muốn về, thì mình không hiểu lý do gì. Tại chị cũng không muốn đào sâu vào cái chuyện gia đình, mà anh không muốn về bên kia anh sống. Thì thôi, thương chồng thương con thì chấp nhận. Nhưng mà đến cái lúc mà muốn cho mấy đứa nhỏ về bên kia ăn học á, thì coi như là 2015 anh chết luôn. Thưa chị Duyên, thì những ngày tháng hạnh phúc bên chồng cùng hai đứa con rất là dễ thương kháu khỉnh, chị đã được đi những nơi nào trên thế giới này ạ? Thì trước lúc lấy ảnh thì đi Singapore, đi Thái Lan, đi lấy mấy nước châu Á thôi. Còn năm 92 á, chưa lấy ông xã thì chị được một người làm của công ty thuốc lá Bến Thành đã bảo lãnh chị đi Pháp và đi Bỉ, đi Ý. Thì lúc đó là chị là một thời điểm đó là tiếng Anh là rất là hiếm.
Cho nên là chị trợ lý cho một anh giám đốc người Pháp, tổng giám đốc của công ty thuốc lá Vĩnh Thành, thì đã mời chị và cho chị đi như vậy rồi. Thì đến năm 99 thì chị nấy ông này thì chị chưa đi đâu hết, không đi đâu hết. Chị cũng chưa một lần về quê hương của chồng. Đúng rồi, vì đó thì hình dung đi giấy tờ của con cái, ảnh không biết diễn tả như thế nào để cho hết. Một người đàn ông điển trai quá cũng mệt mỏi. Dạ. Thử ra thôi giờ ổng mất rồi mà chị không muốn nói ra để cho con chị nó buồn. Thử ra thôi để mọi điều tốt đẹp trong đầu óc con chị đi. Thì cái gì nó qua rồi thì cho nó qua. Chứ còn lúc về thời chị con gái thì chị cũng được anh tổng giám đốc người Pháp á, anh cho đi chơi rồi. Rồi sau đó thì mấy ông này chỉ có đi Việt Nam thôi. Thưa chị Duyên, thì chắc chắn với những cái nét rất là duyên dáng của chị, mặc dù là nói là đẹp mà xuất sắc á, thì em không dám nói quá, nhưng mà chắc chắn là chị cũng là một trong những người phụ nữ ngày xưa là thành đạt, không chỉ có nhan sắc mà còn có trình độ, thì chắc chắn là chị sẽ có rất là nhiều bạn bè. Vậy thì cho phép Lê Thiện được hỏi rằng những ngày tháng lam lũ vừa qua, đặc biệt nhất là trong suốt một tháng qua, khi những hình ảnh mà của chị được lan truyền trên mạng xã hội khắp mọi miền đất nước, thậm chí vươn xa ra cả thế giới luôn, với cái hình ảnh phải nói rằng vô cùng là bi đát, một người mẹ tảo tần đi móc từng ve chai, kéo theo chiếc xe phải nói là độc nhất vô nhị ở Sài Gòn, chưa có hình ảnh nào mà có thể người ta chứng kiến được cái cảnh đau lòng này. Thì chị có nhận được những cái thông tin từ những người bạn cũ của chị ngày xưa khi chứng kiến cái hình ảnh này, và chị đón nhận những cái thông tin đó như thế nào thưa chị? Thì bạn chị khi coi trên YouTube thì không hình dung, không tin. Có một cô đang bây giờ đang ở bên Mỹ, và vừa rồi cô cũng hỗ trợ cho chị 5 triệu. Cô nói là tao coi trên YouTube mà tao không tin đó là mày, mà tao chỉ nghĩ là mày đã đi Canada hoặc là mày đi một đất nước nào mày sống giàu sang rồi, chứ không phải là mày khổ như vậy. Và lòng cô thôi thúc và bắt cô phải coi lại, và cô coi nè, cô khóc. Em đó cô không dám coi nữa. Còn có những người bạn á, rất là thân mình, thể hy sinh bỏ chồng bỏ con đi vì người ta, nhưng mà có thể giờ người ta không muốn nói chuyện với mình nữa, thì thôi mình cũng cảm ơn và chúc cho mọi người được bình an vậy thôi. Còn bạn bè chị thì ai thấy được á, cũng điện thoại lên thì cũng chia sẻ, cũng động viên, cũng an ủi trong giờ này thôi. Còn đâu á thì những người như vậy á, thì chị cũng đã nói, chị chia sẻ trên cái kênh của gì Cuộc Sống Quanh Ta, chị cũng đã nói rồi. Nhưng mà chị không muốn nói là bạn bè chơi không được rồi, nói này nói kia, thôi không có tốt đẹp. Thì thôi giờ ai thương mình thì mình cảm ơn họ. Theo như em được biết là đúng ngay cái thời điểm mà Vương lâm bệnh, chị đã từng có một cái cơ hội đi Pháp để mà làm kiếm tiền nuôi con, mà chị có thể chia sẻ tại sao chuyến đi đó nó không thành và ngày hôm nay chị phải ở lại cùng con và vượt qua những cái sóng gió như thế này. Sau khi ông xã chị mất á, thì 2018, 2017 bạn chị ở bên Pháp có điện về và nói rằng thôi bây giờ tao bảo lãnh mày qua Pháp làm 3 tháng hè đi, mày gửi con mày. Nhưng mà vì con chị bị bệnh cho nên là chị gửi chị không an tâm. Chị không thể an tâm gửi con chị cho ai được mà để chăm sóc cho con chị được. Thành thử ra chị không có đi được chuyến đó. Chứ nếu chị đi được thì ngày hôm nay cuộc đời của chị nó cũng không có đến nỗi. Em hiểu rồi. Đó là một cái bài toán vô cùng khó đặt trên vai của chị. Một cái lời giải phải nói là không thể nào mà ai mà có thể mà giải được. Nếu như không có tình bao la, trái tim vĩ đại của người mẹ, thì chị đã giải được bài toán đó là chị cứ việc đi để chị lo cho cái bản thân của chị, hoặc là chị nghĩ rằng với đồng tiền của mình làm được sẽ gửi về cho con. Nhưng chị thời điểm đó chị thấy được rằng cái sự bên cạnh con của mình nó mới là quan trọng. Huống hồ gì thời điểm đó là Vương đang vướng vào những cái sa ngã cuộc đời mà không chắc gì không có mẹ thì Vương sẽ vượt qua được, đúng không chị? Đúng. Đó là một sự lựa chọn vô cùng cao thượng, vô cùng cao cả, và em cho rằng đó là một sự vĩ đại. Chị đến ngày hôm nay chị sẽ xứng đáng nhận được những gì mà cộng đồng mạng, Chúa hoặc là trời Phật sẽ ban cho chị. Đó là cái điều mà
em nghĩ trước sau gì chị cũng đạt được. Thưa chị thì mọi người cũng có một cái sự chia sẻ cũng nhân đây, hôm nay gặp chị trong một cái tà áo dài rất là duyên dáng trên đường chị đi lễ, thì còn cũng muốn hỏi rằng chị giỏi ngoại ngữ, rất là giỏi tiếng Anh, vậy trong một cái trường hợp nào sau khi lấy chồng chị mới giỏi, hay là trước đó chị đã có cái vốn tiếng Anh nó phong phú như vậy thưa chị? Trước đó chị đã có cái vốn tiếng Anh rồi, trước khi gặp ảnh là chị đã có vốn tiếng Anh rồi. Thì để kể cuộc đời nghe, sinh ra và lớn lên ở với ngoại, sau giải phóng xong thì ba mẹ đi vô miền Trung ở, để ở lại với ngoại. Thì ngoại già đến năm 85 mẹ đi làm công nhân, thì nó mới phát cho 15 kg gạo đó, mà không có mặt thì người ta không có phát. Thì mẹ mới ra đón vô, thì đón vô thì ở với ba mẹ có năm 85 đến năm 89 á. Thời bao cấp khổ quá thì mới vô Sài Gòn. Đợt đó đi chợ nằm mất một chiếc xe đạp của cô bạn, về không có tiền đền, sợ quá cái bỏ trốn đi, trốn gia đình, trốn mẹ cha, đi vô Sài Gòn lập nghiệp làm. Rồi đi vô thì cũng có chứng minh nhân dân, rồi đi xin làm cho một, nấu cơm cho một cái hãng nhôm ở quận 11. Chị đó chị tên là chị Tưởng. Thì chị cho nấu, chị nhận về làm ở đó. Khoảng 2 năm sau, năm 90, thì 91 cái tự nhiên chị muốn đi học tiếng Anh vậy thôi. Tự nhiên muốn đi học tiếng Anh thì chị đăng ký đi học 6 tháng. Rồi sau 6 tháng đó thì sự việc chị không còn làm ở đó nữa, làm về công chuyện khác, là giới thiệu nhà cửa đồ này kia. Rồi xong rồi mới gặp được một cái anh tổng giám đốc của người Pháp, thì vô làm trợ lý cho ảnh được cũng gần một năm á. Ảnh bảo lãnh cho đi du lịch, rồi sau đó rồi ảnh nghỉ, ảnh hết hợp đồng ở Việt Nam, rồi ảnh đi về Pháp, rồi chị mới đi ra Phan Thiết chị làm, rồi chị mới gặp ông xã chị. Thưa quý vị, đó là một cái hành trình cuộc đời của người mẹ mà bao nhiêu khán giả đã rất thương quý mến, cũng như là cảm phục cái nghị lực. Biết rằng trên cuộc đời này tình mẹ thương con là phải nói là bao la, bất cứ một người mẹ nào được cái thiên chức vĩ đại cao cả đó đều hy sinh tất cả cho con, đó là một cái chân lý không thể nào mà có thể thay đổi được. Tuy nhiên với chị Duyên, chị càng nhân rộng hơn hình ảnh của người mẹ, người Việt Nam, khi những cái hình ảnh mà quý vị đã theo dõi xuyên suốt trong suốt gần một tháng qua, trong cái sự hy sinh tất cả cho người con trai của mình, không may gặp phải biến cố cuộc đời. Chị đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, từng là một người phụ nữ thành đạt, và chỉ trong phút chốc thôi, một cái biến cố cuộc đời liên tục xảy ra đã lấy đi mất tất cả của chị. Thậm chí sức khỏe của một người con trai cũng không thể nào mà chị có thể giữ được. Và bây giờ đây, từ sự thương yêu của quý vị khán giả, cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân, và đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Canada, đang chung sức, chung lòng giúp cho chị vượt qua những cái giai đoạn khó khăn mà những gì diễn ra trên kênh Lê Thăng Thiện trong suốt hàng chục video về mẹ con Hot Boy Canada đã nói lên rất rõ điều đó. Chị Duyên sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin về việc mà những cái thủ tục hồ sơ cho đến ngày hôm nay nó diễn ra như thế nào, để mọi người cùng chung vui với chị trong những ngày chờ đợi có những cái thông tin mới nhất về cái việc mà Dương sẽ được về Canada. Sáng nay thì chị cũng điện cho cô thư ký ở phường 15 để trích lục cái giấy khai sinh á, thì cổ nói chắc phải qua tuần thì mới có, thì hy vọng là qua tuần sau á thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình, rồi mình sẽ bổ sung thêm giấy tờ. Thì khi bổ sung đầy đủ giấy tờ rồi thì cháu sẽ có lại cái hộ chiếu thôi, nó cũng sớm chứ nó không phải giống như mình làm quốc tịch. Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng phải ăn xong Tết Việt Nam rồi mới có đi thì mới đi được. Dạ, rất là mừng thôi quý vị. Những thông tin chị Duyên sẽ liên tục cập nhật cho chúng ta, để chúng ta cùng chia vui với những gì mà mọi người đang hàng ngày, hàng giờ mong chờ. Chị ơi, bây giờ đây, trong giây phút này, trong giờ phút mà cả thế giới đang chuẩn bị đón mừng một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc và bình an, chị tự cho mình cái niềm mơ ước gì trong cái những cái gì mà chị đang, đã và sẽ có được? Bây giờ thì kể từ ngày ông xã chị mất đến giờ thì chị
hình như là chị không có một cái ngày nào mà để gọi là một cái ngày, tất cả mọi ngày nào của chị cũng giống như đêm 30 vậy, nó đen tối vậy đó, nó đủ thứ chuyện ập đến với chị. Nhưng mà từ ngày chị vô kinh gặp được Lê Thiện và được anh em bà con Mạnh Thường Quân hỗ trợ chị đến giờ, thì chị nghĩ và mong một cái Noel, một cái Tết này là của mẹ con chị quá hạnh phúc và vui vẻ và trên cả tuyệt vời rồi. Điều đó là chị cũng không bao giờ nghĩ đến được, chị không tưởng tượng nổi, không hình dung ra được điều này. Đến với chị quá bất ngờ mà, vì mọi điều đó mình quá cơ cực rồi thì còn đâu mà để nghĩ được. Con thì đau, rồi tiền không có, tất cả mọi thứ đều. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay được anh em bà con Mạnh Thường Quân nhờ đến kênh YouTube của chú Lê Tân Thiện thì hôm nay được như vậy là chị rất vui và hạnh phúc. Hy vọng một cái Noel, một mùa Noel này rất là tuyệt vời. Mong quý vị hãy chia sẻ với Lê Tân Thiện về video này. Phở dĩ mà có hình ảnh một chị Duyên lạc quan ca hát, một chị Duyên thước tha trong tà áo dài, và thậm chí một chị Duyên với đôi môi tươi tắn dì son, thì quý vị cũng hiểu rằng đó là một cái sự lạc quan mà cần phải có nơi người mẹ này. Và chị cũng vừa chia sẻ rồi, trên đường đi lễ thì chị cũng phải muốn có một cái sự trang nghiêm để mà quỳ trước Đức Chúa Giêsu, quỳ trước mẹ Maria để cầu nguyện những sự bình an đến không chỉ riêng cho chị, con chị, mà cho cả cộng đồng. Rất cảm ơn quý vị đã thương chị Duyên và chia sẻ, xem video này như một món quà mà chị Duyên gửi đến cho quý vị từ cái tình thương mọi người dành đặc biệt cho chị và con chị. Nó mới có được ngày hôm nay, một sự lạc quan trong cuộc sống. Thưa chị, trước khi em kết thúc video này, chị có thể có những lời chúc cho quý vị khán giả, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở Canada, những lời chúc thay cho tấm lòng của chị ạ. Chị cũng chúc là anh em bà con Mạnh Thường Quân trên toàn thế giới, nhất là kiều bào anh em ở Canada, đã chúc trong mùa Giáng sinh này là mọi người đều có một niềm vui tràn đầy hạnh phúc, mặc dù là trong cái mùa đại dịch, nhưng mà xua tan đi tất cả mọi thứ khi tính thác vào lòng Chúa, thì Chúa sẽ che chở và ban bình an đến cho mọi người. Chúc một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui đến mọi gia đình, không riêng gì đạo Phật hay là đạo Chúa. Ok, I greet everyone. It will be happy for Easter, Merry Christmas and Happy New Year in 2022, okay. So I wish everyone have a good time and take care, enjoy. I'll say goodbye, time for me to go. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chị Duyên sẽ đi lễ trong cái tà áo dài rất là dễ thương, xinh xắn như thế này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Lê Đăng Thiện trong suốt những ngày qua. Chắc chắn là thời gian tới, những hình ảnh mà vô cùng lạc quan, vô cùng yêu đời như thế này sẽ được Lê Đăng Thiện liên tục cập nhật để cho quý vị cùng san sẻ vui niềm vui với chị Duyên. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha quý vị.